Xin chào anh em. Hôm nay mình lên nhà anh khách anh làm mấy cái giang hồ lục trên của mình. Xong rồi lên kêu anh giao lưu cho con huyết luôn. Ban đầu là định lấy con huyết bên này nè, anh định chia sẻ với con này chơi nè. Đó. Nhưng mà lên thấy con bên kia hấp dẫn hơn, mua con kia. Nói chung là anh cũng bán cái giá chia sẻ cho mình thôi, tại vì anh là người chơi á. Nên là anh cũng lấy lại cái giá anh mua thôi. Đó. Thì thật sự là mình nhiều khi thấy cũng vui vui, tại vì mình chơi lâu lâu gặp anh em chia sẻ mấy cái giá nó sẽ mềm hơn là mình mua của mấy anh em bán cửa hàng đó, chứ còn đúng là cái mua cửa hàng thì giá nó cao hơn. Mình thì chia sẻ thật sự thôi. Cái dàn này là bữa vừa rồi mình mới đổi cái chân cho nên là lúc nó chưa được ổn lắm. Ảnh chơi thì lọc bình thường á, lọc bình thường, nhưng mà ảnh chơi mình lọc mình chơi với lại cái trồng thêm cái trầu bà nè. Thì có thể có ai cũng một loại vật lọc tự nhiên thì nó sẽ lấy đi cái chất ở trong trong phần đá đó. À, quay ảnh bắt con huyết này, có cơ hội thử nghiệm con cái hồ luôn. Anh cần em hỗ trợ không? Tất cả mấy con huyết này là anh mua bên một người quen rồi, nói chung mua bên indoor hết, anh không có mua bên giống như mấy cửa hàng bên mình mua. Nên là có nhiều con anh chơi, bây giờ anh nói với anh chia sẻ là anh đánh cái lưng nó trước, xong rồi sau này anh mới chơi qua cái màu, anh mới đánh lên cái màu đó. Nhưng mà mấy con này công nhận cái body nó mập ơi là mập, con này cũng mập đó, nhưng mà cái con mình bắt nó mập hơn nữa, cái con mà anh chia lại cho mình nó mập hơn nữa. Đúng rồi, nó nói chung là thấp mà, em còn phải đồng ý. Con gái mình nó cũng có bảng, nó cũng bự nữa, thường sẽ khó hơn. Đây, quay trên xuống. Đó, anh chia sẻ cho con này. Con này chắc đẹp nhất ở hồ mình luôn ha anh. Đúng không? Chắc chỉ thua mấy con Dũng Mì Về thôi. Còn mấy con Dũng Mì Về của anh cũng sọt xiết này kia hả? Không, cá thường thường. Dạ. Con này hình như là cái hàng bẫy gì như ta long nè, phải không anh? Anh chắc không để ý đó, anh không quan tâm đó. Không, nhưng mà con này anh để cho em nói chung là ưng bụng. Qua kia không mua cá, không kia không buồn nữa, chết luôn. Ngoài em bọc cái này lên, em đổ ra hả? Tụt cái dưới. À, đổ này đi hay sao? Đổ luôn đi, đổ luôn đi. Nhanh lắm. Con nó cũng hiền mà. Có cần cho thuốc ăn thôi nào không? Không, được rồi. Nó anh có thuốc không? Có. Thế anh có cần không? Hả, thì em nghĩ khỏi luôn cũng được. Em cho là còn nhớ lại cũng có này hàng đó mà.